do bận rất là nhiều việc nên mình không thể làm video được. Hai ngày cuối tuần, thứ bảy chủ nhật thì đứng lớp cái lớp đào tạo và huấn luyện nhân viên, rồi ngày thứ hai và ngày thứ ba và ngày mai nữa là mình đứng 3 ngày liên tục từ sáng cho tới chiều tối để chia sẻ cái lớp Lean, tiếng Anh là Lean System, là xây dựng quy trình và hệ thống doanh nghiệp. Nên bây giờ buổi tối nay mình mới rảnh để chia sẻ với các bạn 10 bước để đạt được mục tiêu. Bởi vì sao mình tranh thủ mình chia sẻ? Bởi vì ngay bây giờ mình đang ngồi nói với các bạn đây là ngày 26 tháng 12 năm 2017, nghĩa là còn có mấy ngày nữa thôi là chúng ta bước sang năm 2018. Và cái điều này nó rất là ý nghĩa. Ở đây là những ngày 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 cuối năm của Tóp Tay, những ngày năm tổng kết một một năm. Chúng ta thì theo hệ phương Đông thì chúng ta cứ thấy Tóp Tay là nó mới quan trọng. Tuy nhiên, nếu mà trong làm ăn và mục tiêu cuộc đời thì mọi người hay định vị theo cái Tết Tóp Tay để nó ít dao động hơn. Và những ngày này mình bận lớp nên mình cũng tranh thủ, tối nay mình tranh thủ, mình vừa đi ăn tối với gia đình về, mình tranh thủ để mình chia sẻ với bạn ngay cái bài 10 bước để chúng ta đạt được mục tiêu. Bởi vì chúng ta phải lập được mục tiêu. Cái bài này thực sự là mình có sáng nay mình có viết cái bài này trên Facebook, và thực sự là mình bổ sung thôi. Năm ngoái mình đã viết cái bài này rồi và rất là nhiều người hưởng ứng. Có những người copy bài của mình, họ chia sẻ đi chỗ khác luôn, rồi họ lại không để cái tên mình ở dưới, họ cũng chả để tên sưu tầm luôn, họ đánh họ họ làm cho mọi người đánh lừa tưởng là cái bài của họ. Đây là một trong những cái bài viết mà mình thấy nó rất là hữu ích. Chúng ta cần phải đặt mục tiêu. Vì sao chúng ta cần phải đặt một mục tiêu? Cái con người của chúng ta khi mà bạn có mục tiêu á, thì cái đầu bạn nó mới tập trung và bạn mới hướng tới và bạn mới làm được. Nếu mà bạn không có mục tiêu thì tự nhiên bạn bạn không có làm. Mình kể một cái câu chuyện này. Năm vừa rồi mình dẫn nguyên đoàn doanh nhân, các bạn học bên mình 42 bạn đi Singapore. Thì mình đi Singapore nhiều nên mình có kinh nghiệm, mình dẫn các bạn đi Singapore để học tập, trải nghiệm những cái hành trình đi nước ngoài. Thì khi mà mình có dẫn các bạn đến một cái trung tâm gọi là trung tâm khoa học của Singapore, Scientific Singapore, trung tâm khoa học Singapore. Thì vào đó thì nó có những cái thí nghiệm. Nói chung là chúng ta vào đó chúng ta học hỏi họ được rất rất là nhiều. Những cái thí nghiệm mà hồi chúng ta học cấp 2, cấp 3 là nó có ở trong đó, phần lớn nó có ở trong đó hết. Thì trong đó nó có phân biệt giữa con người với con vượn khác nhau cái gì. Nó ghi những thông tin mà mình thấy rất là vui. Con vượn nó cũng có tình cảm, con người chúng ta cũng có tình cảm. Con người vượn nó cũng nhớ ai đó, con người chúng ta cũng nhớ ai đó. Vậy giữa con người chúng ta chứ con vượn nó khác nhau cái gì? Thì trong đó họ 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 nói những điểm giống nhau và cái điểm khác nhau, và mình thấy rất là thú vị. Thì trong những điểm khác nhau đó thì nó có một cái điểm rất rất là quan trọng, và cái điểm đó rất là quan trọng là con người của chúng ta khác con vượn ở một cái chỗ là con người chúng ta có mục tiêu, tức là chúng ta biết cách lập ra cái mục tiêu, chúng ta biết đặt cái mục tiêu và chúng ta biết cách lên cái kế hoạch để đạt được mục tiêu đó. Còn con vượn thì nó không biết cách làm đó. Nó vẫn có tình cảm, nó vẫn có bạn bè, nhưng mà nó không biết cách làm đó. Các bạn chưa? Vậy thì cái một 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 cái suy luận vui là nếu mà bạn không có mục tiêu trong cuộc sống, bạn không có mục tiêu hàng tuần, hàng tháng, hàng năm thì nghĩa là sao ạ? Nghĩa là chúng ta cũng giống giống con vượn, có phải như vậy mà mà nói vui nó như vậy, nhưng mà nghiệm đi nghiệm lại có lẽ nó cũng giống giống một cái gì đó các bạn, có lẽ vậy. Vậy thì mình đọc cái bài này để cho các bạn nắm và mình giải thích thôi. Cái bài này là mình viết năm ngoái rồi, năm nay mình chỉ modify lại thôi. Bước nó có 10 bước. Và nếu mà bạn nghe cái video này thì bạn nên như thế nào? Bạn lấy giấy viết ra, bạn để một bên luôn, giấy trắng màu đen mà để một bên luôn để bạn ghi chép rồi cho bạn ghi chép rồi cho nó đầy đủ. Vậy thì bước 1 là lập ra cho mình một cái mục tiêu và bạn khát khao đạt được nó. Lập mục tiêu và bạn phải khát khao đạt được nó thì bạn mới đạt được. Bạn không lập mục tiêu, bạn không khát khao thì bạn sẽ không đạt được. Trong mỗi người đều tồn tại
một nỗi sợ, đó là thiết lập cho mình một mục tiêu. À, tại sao mọi người không lập mục tiêu? Bởi vì họ sợ. Sợ gì? Nhất là mục tiêu trong kinh doanh và mục tiêu đời mình. Bạn sợ phải thực hiện mục tiêu đó. À, vì sức ì của bạn quá lớn. Vì bạn không muốn thay đổi hay bạn bằng lòng với hiện tại. Cũng có thể thói quen chơi ì nó làm chủ bạn rồi. À, ok, cái thói quen không muốn thay đổi. Muốn mỗi ngày sống thức dậy rồi cũng không có mục tiêu, cứ ngày nào qua ngày vậy. Các bạn nên nhớ vậy, cuộc sống nó chán lắm. Cứ ngày nào cũng thức dậy rồi đến công ty làm rồi chiều về, ngày nào cũng thức dậy đến công ty làm rồi chiều về. Cái ông chủ cái công ty nào đó, ông biết cách đặt mục tiêu cho bạn thì bạn còn đỡ. Cái ông chủ công ty nào mà không biết cách thì trời ơi, cái cuộc sống nó chán chết đi. Các bạn, chúng ta muốn đạt những cái gì trong cuộc sống thì chúng ta cần phải biết lập mục tiêu cho mình. Khi bạn lập ra mục tiêu, nó giúp cho trí óc, cái suy nghĩ của bạn, cái đầu óc của bạn và tiềm thức của bạn nó tập trung vào mục tiêu đó. Khi mà ví dụ như là bạn lập ra mục tiêu là 3 tháng nữa, 6 tháng nữa là bạn ra, bạn khởi nghiệp với một cái sản phẩm gì đó, thì tự nhiên cái đầu của bạn nó hướng về cái yếu tố đó, nó hướng về ngay. Bạn tập trung vào mục tiêu đó và nó trở nên mạnh mẽ hơn, vượt qua nỗi sợ cũng như sự trì hoãn. Tự nhiên mà mỗi ngày bạn thức dậy mà bạn có mục tiêu, tự nhiên mà con người bạn nó năng lượng lắm, nó không có bị rớt năng lượng. Bạn có mục tiêu và bạn tập trung cho nó mà nó người bạn năng lượng lắm. Nó làm cho bạn khát khao cháy bỏng, làm cho bạn có sức mạnh để làm mọi việc vì mục tiêu đã đề ra. À, mình thì mình có mục tiêu trước mắt của mình là những năm qua thì mình luôn đứng lớp và lớp mình là từ lúc nào cũng đông. À, và vừa rồi mình mới xây dựng một cái chuỗi quy trình về cái lớp Link System là dành cho những cái doanh nghiệp. À, các bạn đã vượt qua giai đoạn khởi nghiệp rồi, bạn muốn quy trình hóa và bạn muốn doanh nghiệp của mình nó lớn lên. À, thì mình tập trung vào cái chuỗi lớp đó và mình đã từng bước mình đã đạt được level 1. Mình giúp các bạn đạt được level 2, giúp các bạn được đạt level 3 trong cái chuỗi doanh nghiệp nó lớn lên là nó, và mình rất là tuyệt vời. Và năm nay mình cũng đặt mục tiêu mình ra cái quyển sách, quyển thứ nhất là quyển Vượt Biển Lớn, quyển thứ hai là Bị Dân Đồ Quay này, dịch ra từ cái quyển sách Vượt Biển Lớn. Và quyển thứ ba đó là cái quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi, cũng đã in ra rồi, đang ở nhà in rồi. Và mình chuẩn bị mà ra cái quyển thứ tư của mình. Thì tự nhiên mà khi chúng ta tập trung vào mục tiêu thì chúng ta năng lượng lắm. Lưu ý rằng bạn chỉ ghi ra mục tiêu cá nhân của bạn, nói rất rõ chi tiết. Bạn ghi ra cái mục tiêu cá nhân rất rõ chi tiết, đừng ghi mục tiêu chung chung. Ví dụ à, năm nay em sẽ ra khởi nghiệp, đó là mục tiêu rất là chung chung, mục tiêu rất là rõ ràng chi tiết. Ví dụ là ngày 6 tháng 6 năm 2018 là mình ra khởi nghiệp, quyết định nghỉ công ty ra khởi nghiệp. Hoặc là bạn nào đó đặt mục tiêu, ví dụ doanh số năm vừa rồi của bạn là doanh số năm vừa rồi của bạn cả năm vậy á, là bạn mới có 1 tỷ á, trung bình một tháng 100 triệu á. Thì năm nay bạn đặt mục tiêu là phải 2 tỷ, doanh số 2 tỷ. Ví dụ thì mỗi tháng bạn doanh số bạn là 200 triệu, ví dụ vậy. Đặt mục tiêu rất là rõ ràng. Khi bạn khi bạn ghi ra mục tiêu cá nhân và rõ ràng như vậy, ok chưa? Thì những cái mục tiêu quan trọng á thì bạn phải làm trước. Bạn cứ xem, và khi ghi ra mục tiêu và bạn cứ xem rằng là bạn làm được, đừng có cái suy nghĩ cản trở rằng là mình không tin rằng mình làm được. Các bạn đừng có gì suy nghĩ đâu mà. Rồi, xong rồi là chúng ta chuyển sang bước số 2. Bước sau là như thế nào? Tin vào chính mình. Nếu mà bạn là mục tiêu mà bạn không tin vào chính mình thì làm sao mà nó đạt được? Napoleon Hill có nói, chỉ những gì đầu óc con người nhận biết và tin tưởng thì nó mới đạt được. Các bạn hiểu chưa? Tức là khi mà đầu óc con người chúng ta tin tưởng vào cái điều đó thì tự nhiên nó sẽ đạt được. Con người chúng ta không tin rằng chúng ta làm được thì chúng ta sẽ không làm được, bởi vì chúng ta nói chúng ta đúng thì chúng ta cũng đúng, và chúng ta nói chúng ta sai là lập tức chúng ta sai. Có người chúng ta tin rằng chúng ta làm được thì chúng ta mới có thể làm được. Chúng ta tin rằng chúng ta đọc hết cái quyển sách này thì chúng ta mới có thể đọc hết. Chúng ta tin rằng chúng ta không thể đọc quyển sách này thì tự nhiên chúng ta không đọc. Nói như vậy,
Tức là mục tiêu đó phải rất là thực tế. Ví dụ thu nhập của bạn là 50 triệu đồng một tháng và đặt mục tiêu tăng 30% trong 6 tháng tới và 100% trong 12 tháng tới, thì như vậy thì nó là hợp lý. Tại hiện tại là mình đã 50% rồi, tăng 3% thì tăng thêm 15 triệu thì được. Và trong 6 tháng tới chúng ta tăng thêm 100%, nghĩa là chúng ta tăng thêm 50 triệu nữa, vậy thì đạt được. Chứ chúng ta tăng cái 100% trong 6 tháng tới thì nó cũng rất là khó, hoặc là tăng 200% nó khó lắm. Đặt mục tiêu từng bước một rồi đặt tiếp. Nếu bạn đặt mục tiêu quá xa vời những gì bạn đã làm trước đó thì nó sẽ mờ quá, thì nó làm cho đó chúng ta không tin rằng chúng ta làm được. Đặt mục tiêu là một nỗ lực có nguyên lý, hệ thống và nó rất là thực tế. Đặt mục tiêu không phải là muốn một cái gì đó xa vời. Nếu bạn đặt một nguyên lý ở đây là cứ làm từng bước theo một thực tế của mình đã làm trước đó, để bạn luôn luôn trong trạng thái niềm tin vững vàng cho những gì mình đang thực hiện. Tức là trước đó bạn đã làm được một ít rồi thì bây giờ bạn đặt thêm một chút xíu nữa, chứ đừng có đặt quá cả. Tức là cái thực tế, nếu hiện tại bạn chưa đi bán hàng được thì đặt mục tiêu là làm sao sắp tới chúng ta bán được một đơn hàng. Một tháng tới chúng ta phải bán được một đơn hàng. Rồi nếu chúng ta bán được một đơn hàng rồi thì chúng ta đặt thêm chút xíu nữa, hai đơn hàng, rồi đặt thêm chút xíu nữa, rồi ba đơn hàng, chứ chinh phục từng chút chút một. Bạn đừng có đặt sao. Bước ba là đừng suy nghĩ và hãy viết nó ra giấy. Đặt mục tiêu, có nhiều người cũng đặt mục tiêu mà bạn cứ để nó trong đầu, ghi ra giấy rất là rõ ràng. Khi chúng ta ghi ra thì cái bộ máy, cái đó óc chúng ta nó làm việc. Nếu bạn không ghi chép nó ra thì có nghĩa là nó không phải là mục tiêu, mà nó chỉ là cái suy nghĩ của bạn thôi. Cách đây vài hôm có một bạn cho mình xem, bạn đã ghi nó ngay cái cửa nhà mình. Một bạn khác về ghi lên bức tường, bạn khác nữa chụp hình quyển tập ghi chép gửi cho mình xem. Tức là những bạn đó rất là ghi ra rất là cụ thể. Quá trình viết ra chính là quá trình bạn đang cụ thể hóa những gì trong suy nghĩ ra bên ngoài. Ở trong suy nghĩ nó ra bên ngoài. Khi bạn làm vậy, nó càng khắc sâu vào trong tiềm thức và làm cho bạn khát khao thành công mãnh liệt hơn. Các bạn chưa? Mình suy nghĩ ra ngoài rồi bạn ghi gì nó đi là vào lại bên trong. Bạn không ghi ra giấy là bởi bạn không tin mình làm được, hay bạn đang bảo vệ bạn khỏi sự thất vọng. Tuy nhiên cuối cùng bạn cũng thất vọng vì bạn có làm được đâu. Nên tốt nhất ở đây là viết chúng ra, làm cho bạn chiến thắng suy nghĩ và cái sự trì hoãn của mình. Nội khi bạn viết nó ra không là bạn đã chiến thắng được cái suy nghĩ của mình mà rồi. Bạn cứ lý do là bạn không ghi đồ này kia là bạn vẫn gì, bạn vẫn bị vướng. Bước số 4, lập danh sách chi tiết những việc cần phải làm để đạt được mục tiêu. Phải lập danh sách chi tiết những việc cần làm. Có mục tiêu rồi thì phải lên cái bước cách chơi chi tiết. Bạn nghĩ cần làm những việc gì thì bạn cứ ghi ra để đạt được mục tiêu. Cứ nghĩ cái gì để đạt mục tiêu thì cứ ghi ra. Không cần theo thứ tự đâu, ghi rất chi tiết từng công việc một, không ghi chung thì mình cứ ghi ra thôi, rồi sau đó mình ngồi mình sắp xếp lại sau. Bạn hiểu chưa? Nếu bạn đặt mục tiêu là bạn viết quyển sách thì bạn phải nghĩ ra, ví dụ vậy, ví dụ mình đặt mục tiêu nè, năm 2018 này mà là mình phải ra được 2 quyển sách thì mình phải ghi ra là mình năm 2018 mình có 2 quyển sách rồi. Mình phải ghi ra là những việc mình cần phải làm nó là gì, nghĩa là mỗi sáng mình phải thức dậy, mình phải viết cụ thể, mình phải viết những chủ đề gì, mình phải ghi ra. Cho tới 3 tháng là mình xong nội dung, rồi mấy tháng sau mình đi thiết kế, rồi mình biên tập các bạn từng cái một. Ví dụ, một bạn nói với mình, em muốn tăng nhân sự lên 10 người. Mình hỏi bạn, tăng cho những vị trí nào? Ghi chi tiết từng vị trí ra, nam hay nữ, độ tuổi bao nhiêu, có kinh nghiệm hay không, tuyển hộ khẩu tỉnh hay thành phố. Họ biết những gì trước đó. Khi bạn ấy ghi chi tiết ra theo yêu cầu, bạn nói rằng lần đầu tiên bạn làm rõ ràng như vậy thì bạn sẽ mạnh mẽ hơn, bạn mới có thể đạt được. Còn nếu tăng nhân sự mà bạn cứ ghi chung chung thì vẫn nó không có giúp bạn làm được. Bước số 5, quyết định điểm xuất phát. Khi nào thì bạn bắt đầu cho cái kế hoạch này, cái ý nó là như vậy.
việc bắt đầu, việc đầu tiên bạn làm là gì, một việc hành động đầu tiên là bạn làm là gì, mình hãy hỏi hành động đầu tiên mà bạn làm cho cái mục tiêu đó là gì. Hãy ghi rõ ràng nó ra. Kinh nghiệm của mình là việc đầu tiên nên xác định mình đang đứng ở đâu, tức là mình đang đứng đâu và mình làm nó là gì. Ví dụ bạn muốn ra khởi nghiệp mà bạn vẫn còn đang đi làm công hàng ngày để kiếm sống, thì bạn cần lập ra công việc ban ngày, tức là cần đi làm để kiếm sống là 8 tiếng đồng hồ, xem như cái việc đó là chúng ta lãnh lương để chúng ta tạo ra công việc để chúng ta sống, rồi lập ra danh sách những việc cần làm sau cái giờ đi làm về buổi tối để phục vụ cho việc khởi nghiệp. Bạn cứ muốn ra khởi nghiệp mà bạn vẫn đi làm công, rồi bạn nghĩ rằng bạn nghỉ việc đi rồi bạn mới làm công, bạn mới ra làm chủ được, thì bạn không thể làm được. Bạn phải có kế hoạch ngay từ khi còn đang đi làm công, nghĩa là ban ngày bạn đi làm để kiếm sống, ban đêm về phải lập kế hoạch khởi nghiệp và làm những việc vận hành trước rồi, bạn hiểu chưa? Hoặc bạn khác có thể nghỉ việc 100%, thì bạn lập ra danh sách những công việc làm việc 14 tiếng mỗi ngày cho khởi nghiệp. Các bạn thấy là, tức là chúng tôi chọn phương án nào? Phương án vừa làm vừa khởi nghiệp, hay là chọn phương án nghỉ việc luôn rồi làm? Thì nếu mà nghỉ việc luôn thì cái lịch làm việc 14 tiếng mỗi ngày đó nó là cái gì, chỉ là buộc cho khởi nghiệp. Bạn nhận ra điều này chưa? Bước số 6, viết ra ngày giờ rõ ràng để đạt được mục tiêu. Đã đặt mục tiêu rồi thì phải có ngày giờ. Trí óc bạn rất tuyệt khi nó nhận ra được yêu cầu thời gian, đó là cần hoàn tất lập tức. Nó kích hoạt tiềm thức hỗ trợ bạn làm, tức là nó yêu cầu cái thời gian hoàn tất thì nó kích hoạt cái tiềm thức của mình, nó hỗ trợ bạn làm sao để đạt được mục tiêu đó đúng ngày giờ. Nó là chúng ta phải ghi ngày giờ cụ thể ra, tập trung vào nó, ghi ngày giờ cụ thể ra. Nếu đúng thời hạn mà chưa đạt thì đơn giản là mình ghi lại thời hạn mới và tiếp tục làm cho đến khi bạn đạt được đó, không gì phải làm nhầm quá. Nếu mục tiêu bạn quá lớn thì cần chia nhỏ nó ra với thời gian cụ thể, chứ ghi một cục bự quá thì mọi người cũng không có, bạn cũng không có làm được. Bước số 7, lập ra danh sách những trở ngại làm bạn khó đạt được. Vậy thì khi chúng ta đặt mục tiêu rồi thì những cái gì là trở ngại? Trở ngại về vốn, trở ngại về kiến thức, trở ngại về kinh nghiệm, ví dụ vậy, rất là nhiều. Ghi ra đâu là trở ngại lớn nhất. Bạn nhận ra đây, trở ngại đó nó ở bên trong bạn hay ở bên ngoài của bạn? Trở ngại đó là do kỹ năng, do kiến thức, do nghiệp, hay trở ngại đó là do bạn không có người giúp đỡ, do không có ông thầy, do không có bạn bè, không có khách hàng? Tức là nó ở bên ngoài hay ở bên trong? Bên trong thường là những kỹ năng, là kiến thức, là kinh nghiệm, là năng lực, cách giải quyết vấn đề của bạn, thì mình đi bổ sung những cái đó. Còn bên ngoài có thể là chọn công việc không phù hợp, tài chính chưa có, mối quan hệ chưa tốt, thiếu công cụ hỗ trợ. Cái bên trong nó quyết định hơn 80% để đạt được mục tiêu. Cái bên trong là cái quan trọng nhất, ghi ra để phân biệt cái bên trong là cái quan trọng nhất. Cái thiếu cái bên trong, cái bên ngoài nó chỉ có 2%, và cái bên trong nó quyết định hơn 80%. Điểm khó khăn hay giới hạn là khi bạn tập trung và vượt qua được nó, bạn có nhận ra mình lớn lên rất nhiều. Nên nhớ vấn đề và khó khăn không cản trở bạn, mà là lên kế hoạch để giải quyết nó. Các bạn thôi, những cái vấn đề và khó khăn nó không có cản trở được bạn đâu. Bạn có kế hoạch để giải quyết cái khó khăn đó chưa? Để giải quyết những cái cản trở đó chưa? Nếu chúng ta đi đường mà chúng ta gặp một cái cục đá nó chặn ngang đường, thì cái đó nó không có cản trở được bạn. Bạn rên rỉ thì nó mới cản được bạn. Bạn phải lên kế hoạch để dời cục đá đó đi, hoặc là tìm ai đó đập cục đá đi, hoặc là leo qua cái cục đá đó. Các bạn ngồi hiểu chưa? Bước 8, kỹ năng nào, thông tin nào, hoặc ai là người giúp bạn đạt được? Ra xem những nguồn data xung quanh chúng ta là ai. Liệt kê chi tiết những kỹ năng quan trọng bạn cần phải hoàn thiện, hoặc bổ sung những kiến thức nào mà bạn cần phải phát triển hơn. Ai là người giúp bạn làm được những mục tiêu đó? Họ là bạn bè bạn, là thầy cô bạn, là những mối quan hệ, lên danh sách những quyển sách, những lớp học, những người bạn cần kết nối. Đây là những nguồn lực giúp bạn hoàn thiện hơn 80% những cái gì ở bên trong bạn. Nguồn lực bên ngoài thiếu cái gì cũng bổ sung, nguồn lực bên trong thiếu gì bổ sung. Chúng ta bổ sung đủ là tự nhiên chúng ta có đó. Bước 9, lập kế hoạch thực hiện tổng thể và chi tiết. Nếu bạn đặt mục tiêu là 12 tháng thì công việc tổng quan trong 12 tháng nó là gì? Sau đó các bạn làm những việc như thế nào? Sau đó bạn chia 12 tháng ra thành từng quý. Vậy từng quý đó chúng ta làm gì? Sau đó chúng ta chia theo gì ạ? Hoàn tất những phần trăm sau đó. Sau đó bạn chia ra mỗi quý, rồi sau đó bạn chia ra mỗi ngày, rồi bạn chia ra buổi giờ. Sau đó bạn chi tiết từng công việc nhỏ làm hàng tuần, và chi tiết công việc mỗi ngày, mỗi giờ, buổi sáng làm gì, buổi chiều làm gì, và buổi tối làm gì. Nhớ tổng kết tiến độ mỗi ngày.
càng chi tiết và càng tổ chức tốt thì mục tiêu nó càng hiệu quả. Ví dụ đặt mục tiêu một năm là doanh số là 1 tỷ thì trung bình mỗi tháng chúng ta 100.000 100 triệu thì nếu mà mỗi tháng 100 triệu thì trung bình mỗi tháng 33 triệu trung bình 4 tuần chứ trung bình 4 tuần thì mỗi tuần 25 triệu chúng ta có 4 tuần vậy thì chi ra là mỗi tháng mỗi tuần 24 triệu thì mỗi ngày chia ra mỗi ngày tương đương với khoảng 8 đến 900 ngàn. Ok, thì buổi sáng chúng ta cần phải kiếm ra được 4 đến 500 ngàn, buổi chiều chúng ta cũng cần phải kiếm được 4 đến 500 ngàn. Các bạn chưa, một ngày 1 triệu mà gần 1 triệu mà. Ok chưa? Tập trung và kiên trì. Khi lập mục tiêu rồi thì chúng ta phải tập trung vào nó. Chúng ta không thể làm được nếu chúng ta không tập trung. Và làm kinh doanh là phải kiên trì, bám đuổi mục tiêu là phải kiên trì. Nếu chúng ta có đạt được đó quá dễ dàng thì đó là chúng ta hên thôi. Làm gì chúng ta cũng phải nỗ lực, phải vượt qua được cái nỗ lực đó. Khi bạn muốn từ bỏ thì bạn hãy nghĩ tại sao bạn lại bắt đầu. Có những bạn muốn ra khởi nghiệp khó khăn, lúc đầu mới khó khăn đã nghĩ, thì bạn nghĩ hồi kia lý do vì sao bạn ra khởi nghiệp, muốn bỏ cuộc một cái gì đó thì nghĩ cái thời kia tại sao lý do mình đó đã ra quyết định là cam kết làm cho bằng được, không bỏ cuộc. Bạn hình dung chưa, cam kết làm cho bằng được, bạn cam kết tới cùng là bạn sẽ làm được. Thay vì bạn nản hoặc nghĩ đến bỏ cuộc thì hãy tập trung vào mục tiêu và lập tức từ nản và bỏ cuộc, nó không tồn tại trong suy nghĩ của bạn. Kiên trì ở đây là luôn sẵn sàng đối mặt với những thách thức đang chờ bạn. Kiên trì chính là tính cách quý của người làm thành công. Bỏ cuộc là thói quen xấu, thói quen của người thất bại, đừng nuôi dưỡng nó. Ok chưa? Vậy thì vừa rồi mình nói với các bạn 10 bước lập được mục tiêu này. Và chúng ta phải làm ở những ngày cuối năm này. Và trước khi làm những ngày cuối năm thì chúng ta tổng kết lại một năm qua chúng ta đã làm được những cái gì, chúng ta chưa làm được những cái gì. Các bạn cầm có một cái review, làm một cái nhật ký của năm 2017 này. Tại sao mà lại nói cái chủ đề này ở ngay cái giờ phút này, bởi đây là cái giờ phút mà nó quan trọng của một năm. Để sáng năm đúng giờ này bạn lại làm lại như vậy tiếp. Bạn làm chung là và bạn cứ làm đúng mục tiêu như mà đi. Sang năm bạn sẽ đạt được những cái rất là tuyệt vời, rồi bạn sẽ cảm ơn mình. Cuộc đời chúng ta chỉ đạt được khi chúng ta có mục tiêu. Và rất là mong bạn đón xem những đoạn video tiếp theo của mình. Bạn nhớ bấm vào cái nút subscribe, cái nút đăng ký để theo dõi những cái đoạn video của mình, bởi vì mình sẽ làm liên tục, mình chia sẻ liên tục, những lúc mình rảnh mình sẽ chia sẻ liên tục. Mình kế hoạch của mình là mình chia sẻ đến 1.000 đoạn video lận. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, các bạn đã dành thời gian xem cái đoạn này và bạn thấy 10 bước làm mục tiêu này hay thì bạn chia sẻ đoạn video này đến cho nhiều bạn bè của mình để những người đó họ làm để họ đạt được. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn vướng cái gì, các bạn cần hỏi gì thì các bạn comment xuống ở bên dưới để mình chia sẻ. Bye bye các bạn nhé.